Phùng Thời Châu xin trân trọng kính chào quý thính giả của Tiếng Quê. Hôm nay lại được gặp các bạn thật là vui mừng. Kỳ trước thì chúng tôi nói chuyện với lại là Trần Thị Nga. Hôm nay thì lại có một đề tài mới mà có lẽ tất cả các bạn ở trong nước đều biết rằng đó là vụ Trịnh Xuân Thanh. Chúng tôi ở hải ngoại, ở miền Nam California vẫn hàng ngày thường xuyên nghe đài tiếng nói của chống cộng cực đoan lưu vong hải ngoại. Họ tuyên bố rằng nhà nước Việt Nam đã bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Tôi nghe tôi thấy mấy người này là phải cho họ cái danh từ gọi là gà què quanh quẩn cối xay. Chờ có một cái sự kiện nào, có một cái vì là nóng bỏng thì là các anh, các bà, các cụ không có một đề tài để nói, thế là cứ lại móc nối cái chuyện đó ra và thêm mắm thêm muối vu khống chủ mũ nhà nước Việt Nam. Tôi thấy buồn cười. Tôi và nghĩa là có một cái đài phát thanh hải ngoại gọi là SBTN, họ tổ chức một cuộc họp có cỡ khoảng chắc cũng đến 5-7 ông bà. Các ông đó thì là toàn là lão ông lão bà kiểu cỡ Xuân Say cũng cỡ như Phùng Tuệ Châu rồi. Ôi giời ơi, bây giờ họ cho rằng là bây giờ chúng ta phải là thông báo tới nhà nước ở Mỹ, chúng ta phải báo cáo với các dân biểu quốc hội rằng là bây giờ nhà nước Cộng sản Việt Nam đang gửi tình báo tới để theo dõi chúng ta, những người Việt tị nạn Cộng sản. Các ông mơ hồ, các ông làm những cái chuyện mà tôi gọi là ruồi bu. Các ông và chúng tôi đều đã ở trên nước Mỹ này 42 năm rồi. Có ai đụng tới mình không? Không, không ai đụng tới chúng ta cả. Trừ khi, mặc dù các ông là chống cộng, các ông mang cờ vàng, ba sọc đỏ đi, các ông đả đảo, các ông hoan hô, nhưng nhà nước Việt Nam đâu có đụng tới các ông. Chỉ khi nào các ông là cơ quan chính quyền, là một cán bộ làm việc cho nhà nước Việt Nam, nhưng mà các ông tham nhũng cái độ mà không thể tha thứ được, thì đương nhiên sau đó thì các ông trốn ra nước ngoài, đương nhiên nhà nước Việt Nam phải lùng bắt các ông. Và lùng bắt các ông thì là phải qua trung gian của Interpol quốc tế để nhờ họ bắt hộ, và rồi gửi cho Bộ Ngoại giao của các nước sở tại để yêu cầu lùng bắt, tìm được cái tên đó, vì tên đó là đang là tội phạm của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chứ còn các ông ở bên này, bên Mỹ, bên Đức, bên Tây, tha hồ chống cộng, tha hồ cầm cờ vàng bắt sọc đỏ, tha hồ đả đảo Đảng Cộng sản, cũng chả ai có thể quyền bắt ông được. Các ông hãy hiểu thế đó. Đừng có nên làm cái chuyện ruồi bu, đừng nên làm cái chuyện mà gà què quanh quẩn cối xay. Báo cáo cho nhà nước Mỹ, báo cáo cho quốc hội Mỹ, bảo rằng là đang có tình báo của Cộng sản Việt Nam đang ở trên đất Mỹ. Các ông khỏi cần báo cáo. Nếu có thì nhà nước Mỹ họ đã biết hết rồi, không cần tới các ông đâu. Nếu mà các ông tài, các ông giỏi, nhà nước Mỹ đang cần các ông đó, thì họ đã mời các ông về để lãnh đạo trở lại cái nước Việt Nam Cộng Hòa qua sự trung gian của nhà nước Mỹ, qua những cái B-52, qua những lựu đạn, qua thuốc súng để mà tàn phá đất nước Việt Nam, sau đó thì mời các ông về lãnh đạo. Nhưng mà cái chuyện đó là chuyện xưa rồi, đã đi qua rồi, không còn cái vấn đề nữa. 30 tháng 4 1975, coi như là thế giới đã chấp nhận Đảng Cộng sản Việt Nam, đã chấp nhận Đảng Cộng sản Việt Nam như là một đảng phái độc nhất ở Việt Nam để lãnh đạo đất nước Việt Nam. Đừng có mơ màng rằng là chúng tôi sẽ chỉ báo cho nhà nước Mỹ biết rằng đây là những người đang tình báo Việt Nam đang hoạt động ở trên nước Mỹ. Tình báo Việt Nam ai? Nói đi, nói ra đi. Có biết ai không? Nói phải nói đúng người, không nói đúng người là các ông còn chết đông nữa. Các ông dám đứng lên xưng tên đi, chỉ tên người này là tình báo Việt Nam, tình báo của Cộng sản Việt Nam, có dám lãng không? Toàn là không dám nói, toàn là cứ nói mơ mơ màng màng như là người trên mây trên gió.
sống thực tế đi các ông các bà ơi. Tôi thấy các ông các bà làm việc tôi tội nghiệp, chứ không phải là tôi bảo vệ cho nhà nước Việt Nam đâu. Các ông cứ tuyên bố rằng là nhà nước Việt Nam là hối lộ, là tham quan hối lộ, nhưng mà khi mà bắt đầu nhà nước Việt Nam dùng những cái chiêu thức là mạnh bạo hơn để bắt những con cá lớn đang tham nhũng tại Việt Nam, thì bây giờ các ông lại xuyên tạc vu khống cho rằng là bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. An ninh Việt Nam, tình báo Việt Nam có ba đầu sáu tay mới có thể mà đến qua được cái đất nước Đức để bắt được Trịnh Xuân Thanh. Nhà nước Việt Nam bắt được kia là mẹ nấm hay là Trần hay là những tên chống cộng phản động khác đang hoạt động trong nước bắt được một cách dễ dàng, nhưng bắt được Trịnh Xuân Thanh không phải là trong khả năng của an ninh tình báo Việt Nam. Tức nhưng mà chắc chắn là phải có sự phối hợp của tình báo Đức hoặc là Interpol quốc tế đã chỉ dẫn cho an ninh Việt Nam tới mà gặp Trịnh Xuân Thanh. Rồi có thể là khi mà Trịnh Xuân Thanh tiếp xúc với tình báo với lại an ninh Việt Nam rồi thì anh ta bằng lòng chấp nhận, vâng, tôi sẽ đi theo quý vị để tôi trở về Việt Nam tôi ra thú tội. Đó là theo sự suy nghĩ của tôi là như vậy, chứ không hề có chuyện là tình báo Việt Nam qua bên đất nước Đức để mà bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Đó là những lời lẽ vu khống xuyên tạc của những người đang chống đối nhà nước Việt Nam. Tôi tin rằng qua một cuộc điều tra thì tình báo Đức sẽ tìm rõ ra sự thật. Có thể là nhà nước Việt Nam đã là bắt Trịnh Xuân Thanh từ trên nước từ trên quốc gia lãnh thổ của Đức. Vì vậy thì anh Đức cũng chẳng tự ái, anh Đức phải làm to ra một câu chuyện để cho rằng là nhà nước Việt Nam đã vi phạm chủ quyền của mình. Tuy nhiên nhà nước Đức cũng phải hiểu rằng Trịnh Xuân Thanh là một công dân Việt Nam, Trịnh Xuân Thanh là một công dân Việt Nam, cho nên chúng tôi là những nhà nước Việt Nam, chúng tôi đã ra thông cáo, chúng tôi đã gửi đi tất cả trên thế giới là xin yêu cầu bắt giữ giùm cái tên tội phạm Trịnh Xuân Thanh và giao trả về Trịnh Xuân Thanh cho đất nước Việt Nam chúng tôi. Vì vậy, tôi nghĩ rằng là nhà nước Việt Nam làm một việc mà gọi là đúng lắm thì cũng chưa là đúng, mà gọi là sai thì cũng không không phải là sai, bởi vì Trịnh Xuân Thanh chưa hề là một công dân Đức. Nhưng mà tuy nhiên chăng nữa, chẳng hạn nếu mà Trịnh Xuân Thanh vừa mới đáp ứng được cái những cái tiêu chuẩn điều lệ của Sở Di trú Đức để được gia nhập làm trở thành một công dân Đức chẳng hạn, thì hóa ra nhà nước Đức đã có bang giao với Việt Nam lại a tòng với một tội phạm à, để chứa chấp một tội phạm của Việt Nam à, điều đó đã là một chuyện vô lý. Tôi tin rằng không, ông bà Thủ tướng Angela Merkel không thể nào chấp nhận bao che cho một tội phạm kinh tế. Tội phạm chính trị thì ok, chứ còn tội phạm kinh tế bắt buộc thì nhà nước Đức phải bắt giao Trịnh Xuân Thanh cho nhà nước Việt Nam. Vì vậy tôi nghĩ rằng là các ông các bà đang chống cộng ở hải ngoại đó, nên cái tìm cách phương thức chống cộng nào hay hơn. Nhưng mà rất tiếc rằng 42 năm nay rồi quý vị không làm được. Tốt hơn hết là nếu quý vị là thật tâm, là những người yêu đất nước, yêu đồng bào, thì phải thay đổi đường lối, suy nghĩ cái đường cách chống cộng, chống nhà nước Việt Nam một cách nào để cho thích hợp mà để cho nhân dân Việt Nam có thể chấp nhận được. Chứ cái đường lối chống cộng của quý vị theo cái kiểu gà què quanh quẩn cối xay thì quý vị muôn đời muôn kiếp quý vị sẽ chết gục trên đất nước Đức, trên nước Pháp, trên nước Mỹ, và không bao giờ quý vị có thể mong trở lại đất nước Việt Nam với lá cờ vàng ba sọc đỏ, có phải không ạ? À? Chúng tôi cũng rất là vui mừng để được nghĩa là có cơ hội lên trên tiếng quê hương nhờ sự hỗ trợ của các anh em Việt Vision để tiếng nói của tôi có thể đối
thoại với quý vị về những cái vấn đề mà tôi thấy là rất là buồn cười. Tôi không phải là người của chế độ cộng sản. Tôi đã sống lên, tôi sống từ đất nước Việt Nam Cộng Hòa từ mà ra. Tôi là luật sư của chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Ngoài ra, khi tôi làm việc với tư cách là một luật sư Việt Nam Cộng Hòa, tôi đã quen được tới những người, từ những người lính bình thường trong tù vì can tội đảng ngũ, và từ những ông tướng tư lệnh, đó là thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam và ông đại tướng này, ông đại tá này, ông đại tá kia. Tôi không phải là người bình thường, nhưng mà tôi hiểu chế độ Việt Nam Cộng Hòa như thế nào, tôi đã sống trong chế độ Việt Nam Cộng Hòa như thế nào. Và chúng tôi hiện nay, kể từ khi mà Mỹ và Việt Nam có bang giao với nhau, tôi bắt đầu bắt buộc phải đi theo đường lối của nhà nước Mỹ, có nghĩa là bang giao tốt với Việt Nam. Bang giao tốt với Việt Nam để làm cái gì? Để cho người dân Việt Nam có cơ hội mở mắt lên, để cho người dân Việt Nam có cơ hội tìm đường sản xuất những mặt hàng sản xuất từ trong nước để đi ra tới nước ngoài. Để làm sao? Bởi vì quan niệm của tôi là nước giàu, dân mạnh, thì chúng ta phải có mới là dễ dàng bảo vệ chủ quyền của chúng ta. Đất nước Việt Nam không có tham vọng mà đi xâm chiếm đất nước của ai cả, không có tham vọng là một đế quốc, nhưng chúng tôi chỉ có một cái tham vọng là bảo vệ, giữ gìn cho an ninh của tổ quốc. Vì vậy, những gì đang ở trong tầm tay của Việt Nam, Việt Nam quyết tâm, nhân dân Việt Nam quyết tâm bảo vệ và gìn giữ. Chẳng hạn như là cái đảo Hoàng Sa, quý vị cũng đã biết rằng đã bị Trung Quốc lấy từ năm 1974. Trong cái thời gian đó, chúng tôi gọi là thời gian giao mùa, tranh tối, tranh sáng. Vì cái thời gian đó, Việt Nam Cộng sản đang nghĩa là quyết tâm để thống nhất đất nước, cho nên đành phải để cho đảo Hoàng Sa lúc đó đang nắm giữ bởi Việt Nam Cộng Hòa phải bị mất vào tay của Trung Quốc. Vì vậy, mặc dù bây giờ là 42 năm, 43 năm, Hoàng Sa vẫn ở trong tay của Trung Quốc, nhưng Việt Nam luôn luôn tìm các cơ hội bằng mọi thứ, bằng những biện pháp đa phương, bằng những cuộc họp quốc tế để nói với mọi người rằng chúng tôi yêu cầu Trung Quốc phải tôn trọng chủ quyền của lãnh thổ Việt Nam, của lãnh hải Việt Nam. Và bất cứ lúc nào, trong thời gian nào, điều kiện hoàn cảnh thuận lợi, chúng tôi kêu gọi quốc tế hãy bảo vệ cái chủ quyền của Việt Nam, hãy bảo vệ tiếng nói của Việt Nam để chúng tôi có thể lấy lại cái lãnh thổ của chúng tôi. Khi mà Việt Nam mới bắt đầu chấp lãnh đạo được cái đất nước, tức là vào năm 30 tháng 4 1975 đó, thì tại Trường Sa chỉ có 9 đảo thôi, nhưng mà hiện tại nay bây giờ Trường Sa tới 21 đảo. Vì vậy, có những kẻ nào thù vật, thù dai, vu khống chủ ngũ mới nói rằng Việt Nam bán đất, bán đảo. Như vừa rồi tôi có liên lạc với một bà bạn tôi, bà ra cũng là một chúng tôi quen nhau từ khi mà còn học trường luật. Bà ta là một quan tòa, bà ta hiện thời bây giờ đang sống lưu vong, sống nhờ tiền trợ cấp xã hội của Đức. Và bà ta cũng nói với tôi rằng là bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Tôi phản đối liền cái chữ bắt cóc của bà ta. Với lại nữa rồi là bà ta nói rằng là bán đất bán biển, tôi cũng trả lời, tôi giải thích cho bà ta biết. Nghĩa là đương sự cũng đã có tự bằng luật khoa, đương sự cũng là tòa án, nhưng mà đương sự nói chuyện kiểu như là trẻ con lớp 3. Tôi đến lúc sau nữa tôi mới cho một cái câu nghĩa là giáng bổ vào đầu. Thế tao hỏi mày chứ, hồi xưa mày làm ở chế độ đó, mày có tham nhũng không? Mày nói tao nghe đi. Thế là đương nhiên, cái chuyện đó là đương sự phải im mồm, không dám nói nữa. Nghĩa là tôi cũng không thể tưởng tượng được có những người mà cũng mang danh là quan tòa, mang danh là đi học trường luật, nhưng mà những cái trình độ hiểu biết của họ quá thấp kém, chỉ xứng đáng là người của lớp 3 trường làng. Mà khi mà đối thoại với Phùng Tuệ Châu, đương nhiên mình nghe những câu chuyện bà nói như vậy, mình tức giận,
mình phải trả lời, bởi vì bà Thái Phú nói rằng là Trịnh Xuân Thanh là có họ hàng với nhà tao, ok, nhưng mà nó có liên lạc với thằng em tao. Tuy nhiên thằng em tao không dám trả lời với Trịnh Xuân Thanh nữa, cho nên tức là họ cũng sợ, họ sợ liên hệ liên lụy với Trịnh Xuân Thanh, vì vậy họ không liên lạc. Tuy nhiên nhưng rồi lại từ cái câu chuyện Trịnh Xuân Thanh, bà ta bắt qua cái chuyện bán đất bán đảo, những cái chuyện mà chúng tôi không thể chấp nhận được. Vì vậy chúng tôi phải nói, tôi biết rằng những cái việc làm của chúng tôi rất là làm phiền lòng một số bạn bè của tôi dưới thời chế độ Cộng Hòa. Tuy nhiên các bạn cũng hiểu rằng dùng tôi rằng các bạn có lập trường của các bạn, tôi có lập trường của chúng tôi. Bây giờ các bạn thử cho tôi biết xem những người Việt Nam Cộng Hòa nào là cái người có thể xứng đáng hơn Đảng Cộng sản Việt Nam để có thể lãnh đạo cái đất nước Việt Nam này. Các ông tìm ra đi, cho tôi biết đi, người nào đi. Chắc chắn không có ai đủ can đảm mở miệng nói rằng ông đó, bà đó là người xứng đáng thay thế Đảng Cộng sản Việt Nam, chắc chắn. Nếu mà nói cho vui, họ bảo rằng ông đó, bà đó xứng đáng của Đảng Cộng sản thay thế Đảng Cộng sản Việt Nam, thì có lẽ tôi điên tiết lên, chắc tôi cũng phải nói rằng nếu vậy thì ta cũng có thể nói rằng tao Phùng Tuệ Châu có thể là xứng đáng để lãnh đạo cái đất nước Việt Nam. Nhưng nói chơi cho vui vậy thôi, tôi không bao giờ tôi có cái chuyện ngu si điên rồ để dám mở miệng rằng tôi có thể cầm cờ vàng ba sọc đỏ trở về đất nước Việt Nam để cắm trên đất Việt Nam, không được. Tôi là kẻ bất tài, tôi chỉ có thể làm được phục vụ cho đất nước tôi trong cái khả năng của một cá nhân nhỏ bé mà thôi. Và cái khả năng của cá nhân nhỏ bé này là chúng tôi chấp nhận sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mặc dù bây giờ đã 42 năm qua rồi, tôi tin tưởng rằng là Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn sẽ còn bền vững trong cái vấn đề lãnh đạo đất nước. Và bây giờ họ đã bắt đầu họ tìm bắt những cái con cá mập, con cá lớn để đưa họ vào vòng pháp lý. Đó là đang tìm bắt Trịnh Xuân Thanh. Chúng tôi cũng rất vui mừng, và chúng tôi cũng chúc cho nhà nước Việt Nam, chúc cho an ninh tình báo Việt Nam thành công trong vấn đề bắt cóc, nói trên từ bắt cóc là nói theo cái nghĩa của những kẻ chống cộng cực đoan, tức là nhà nước Việt Nam sẽ đối thoại với Trịnh Xuân Thanh và bắt buộc là Trịnh Xuân Thanh phải cúi đầu chấp nhận chúng tôi xin được trở về với nhân dân Việt Nam để nhận lãnh những cái tội nếu có, và sẵn sàng mong muốn được hưởng sự khoan hồng của nhà nước Việt Nam. Chúng tôi hy vọng rằng giữa quan hệ Việt Nam và nước Đức sẽ không vì cái hình ảnh của Trịnh Xuân Thanh mà sẽ làm mất đi sự liên lạc của hai quốc gia. Bởi vì quý vị cũng nhớ là Trịnh Xuân Thanh là một tội phạm của Việt Nam mà. Tại sao nước Đức lại có thể bao che cho một tội phạm? Hóa ra quý vị muốn can cái tội đồng lõa à? Không, nước Đức không bao giờ có thế. Có thể là bị Bộ Ngoại giao Đức, cơ quan an ninh của Đức bị ảnh hưởng của cái bà luật sư hay là ông luật sư nào đó đang là luật sư biện hộ cho Trịnh Xuân Thanh. Vì vậy cho nên người luật sư đó đã mồm loa mép dài la lên rằng là thân chủ của họ bị bắt cóc, cộng thêm những lời la lối om sòm của những con gà què quanh quẩn cối xay la lên, khiến nhà nước Đức cũng phải làm việc. Nhưng sau đó thì tôi nghĩ rằng chuyện đâu cũng vào đó. Mợ nói gì thì mợ cứ việc nói, nghĩa là chúng tôi làm việc theo sự chỉ đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, để chúng tôi được nhờ nhà chức trách Đức, nhờ Interpol của Đức để bắt cái tên tội phạm như Trịnh Xuân Thanh. Nếu mà không bắt thì lại bảo rằng là nhà nước Việt Nam, công an Việt Nam che chở cho tội phạm, che chở cho tụi tham nhũng. Nhưng mà khi mà bắt đầu đi bắt tham nhũng, bắt những con cá mập thì lại cho rằng là bắt cóc.
Đúng là cái lưỡi không xương, quý vị nói thế nào cũng được, nhưng cái lưỡi không xương của quý vị không thể được nhân dân Việt Nam tha thứ, không thể được chúng tôi như là tiếng quê hương, như là KBC hải ngoại của ông Nguyễn Phú Hùng chấp nhận cái lý luận đó. Bởi vì lý luận của quý vị là lý luận cồn, lý luận của những kẻ mà ganh ăn, tranh ăn mà ghét ở. Có tài có giỏi thì tại sao không để cố gắng giữ miền Nam Việt Nam để khỏi mất vào tay cộng sản đi? Có tài có giỏi tại sao không thuyết phục với Quốc hội Hoa Kỳ để như là chấp nhận sự lãnh đạo của Việt Nam Cộng Hòa đi? Nhưng quý vị đã quên, đã mê ngủ, quên rằng cái hiệp định Ba Lê năm 1972 là ngòi thuốc nổ súng mà Hoa Kỳ đã bắn vào Việt Nam Cộng Hòa để nhắc nhở với Việt Nam Cộng Hòa cho biết rằng đây đã tới lúc mà Hoa Kỳ muốn rút lui ra khỏi Việt Nam Cộng Hòa và để bằng lòng chấp nhận cho Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo đất nước Việt Nam. Do đó quý vị cũng thấy rằng đó là mới gần đây, sau đây thì Tổng thống Obama đã tiếp Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Tòa Bạch Ốc. Sau nữa là đến thời của Tổng thống Donald Trump thì chính Tổng thống Donald Trump đã tiếp Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc. Khi mà Tổng thống Donald Trump tiếp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, tức là Tổng thống Donald Trump đã chấp nhận sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Quý vị đừng nên có tư tưởng mơ hồ nữa. Hãy đi theo Phùng Tuệ Châu này đi, đi theo chúng tôi đi, đi về Việt Nam mà để hưởng cái không khí thanh bình của đất nước, nhìn thấy cái tuổi trẻ vui chơi, nhìn thấy mà đất nước càng ngày càng đổi thay, càng nghĩa là không thể tưởng tượng được mình, đất nước mình đã thay đổi như vậy. Khi mà cách nay 10 năm tôi trở về đất nước tôi trở về cái khu phố nhà tôi đang ở, tôi cũng không nhìn ra đó là khu phố của mình nữa. Nên chung quanh tôi chợ búa mọi người đều khác khác hẳn, chỉ có những người bạn nào ở trong xóm với tôi mà còn thân thiết thì chúng tôi mới nhìn ra nhau, chứ còn thật sự ra họ không biết tôi là ai và tôi cũng không nhìn được ra họ. Vì vậy và bây giờ để tiếp tục chương trình của chúng tôi nói giết của Trịnh Xuân Thanh thì có lẽ quý vị cũng cứ bảo là cho rằng là cái bà này là ăn tiền tay sai cộng sản. Không, nước Mỹ đã làm việc với Việt Nam cộng sản, không lẽ nước Mỹ ăn tiền cộng sản? À còn mới đây nữa quý vị cũng biết là Mỹ đã Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ đã cam kết với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam để bảo vệ Biển Đông. Cho nên ngày mùng 8 tháng 8 năm 1927, năm 2017, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Jim Mattis đã tiếp đồng nhiệm Việt Nam là ông tướng Ngô Xuân Lịch tại Lầu Năm Góc ở tiểu bang Virginia. Và ngoài ra là Hoa Kỳ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ còn tuyên bố rằng sẽ gửi một hàng không mẫu hạm đến thăm Việt Nam vào năm tới. Tức là họ muốn gì? Họ cũng muốn rằng là Việt Nam sẽ tiếp tay với họ và họ cũng tiếp tay với Việt Nam, để Việt Nam thì có lý do để bảo vệ chủ quyền của họ. Chứ còn Hoa Kỳ không đặt vấn đề là chủ quyền của Việt Nam trên lãnh hải Việt Nam ở cái chỗ điểm nào, ở mốc nào không, Hoa Kỳ không nói tới đó. Nhưng mà Hoa Kỳ chỉ lại nói một cái yếu tố khác là Hoa Kỳ muốn bảo vệ quyền lợi của Hoa Kỳ trên cái vùng Biển Đông, đó là lợi ích của Hoa Kỳ. Đương nhiên nếu Hoa Kỳ có lợi ích trên vùng Biển Đông thì chúng tôi là đất nước Việt Nam, là quốc gia gọi là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chúng tôi cũng đã bị xâm phạm lãnh hải. Cho nên chúng tôi sẽ tiếp tay cùng với Hoa Kỳ để bảo vệ những cái vấn đề lợi ích của đất nước Hoa Kỳ và đất nước Việt Nam của chúng tôi, cũng như để bảo vệ đất nước của Ấn Độ, đất nước của Nhật Bản. Đó là những vấn đề mà Việt Nam bắt buộc phải xích gần lại hơn với Mỹ để bảo vệ lãnh thổ. Tôi muốn nói ra những câu đó
để những người Việt Nam Cộng Hòa xa xưa hãy quên đi dĩ vãng, hãy quên đi ông là thiếu tá, trung tá, đại tá, và bây giờ hãy nghĩ rằng mình là người Việt Nam, hãy trở về đất nước Việt Nam, và có thể mình làm được cái gì cho đất nước thì mình làm, đừng có nên mà cứ chỉ chờ đợi cơ hội nào đổi trắng thay đen, ngậm máu phun người. Cái chuyện đó là cái chuyện mà không xứng đáng. Chúng tôi mong mỏi rằng là các ông nên làm những cái việc gì tốt lành hơn. Tôi nhìn hành hình hành của các ông, tôi thấy các ông cũng lão ông lão bà hết à. Tại sao không thể mà ăn hưởng sự thanh bình với con với cháu, đi về Việt Nam mình có bạn bè nhiều lắm. Các cháu bên Việt Nam nó còn trẻ không? Họ những đứa sinh ra sau năm 1975 rất quý mến chúng ta, khi mà biết chúng ta là cũng có tinh thần yêu nước. Và để chúng tôi đưa thêm nữa một cái tin tức nói về Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Tin tức đó chúng tôi đã lấy được trên BBC vào ngày 30 tháng 5, thì cho biết rằng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có một cuộc gặp gỡ với Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Mr. Antonio Guterres tại New York, và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu Liên Hiệp Quốc giúp giải quyết những tranh chấp tại Biển Đông trên cơ sở Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982. Và đồng thời, ông Nguyễn Xuân Phúc cũng mong muốn sớm hoàn tất bộ quy tắc về ứng xử của các bên ở Biển Đông, gọi tắt là COC. Và như chúng tôi cũng đã được biết rằng là cái quy tắc về COC đã được hoàn tất và đã được xong xuôi rồi trong kỳ họp mới đây của các nước ASEAN tại hình như là Philippines, tại Philippines. Tuy nhiên, nhưng mà Việt Nam rất là cương quyết đòi hỏi cái quy tắc COC phải mang tính chất bắt buộc, mang tính chất pháp lý, để yêu cầu Trung Quốc phải tôn trọng những gì Trung Quốc đã ký. Nhưng cái vấn đề mà mang tính chất bắt buộc thì anh Trung Quốc và rất đông các quốc gia Á Châu, ASEAN đã bị ảnh hưởng đối với Trung Quốc, đã bị nhận tiền viện trợ của Trung Quốc. Vì vậy họ đã không đồng quan điểm với chính phủ Việt Nam để đòi hỏi cái nguyên tắc COC phải được nhà nước Trung Quốc ký kết vào và chấp nhận. Một khi mà nếu mà Trung Quốc ký kết chấp nhận nguyên tắc COC thì cái vấn đề mà chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông, chủ quyền của Việt Nam tại Hoàng Sa, tôi nghĩ rằng đó là một vấn đề mà không còn khó khăn nữa. Hy vọng con cháu chúng tôi đến thời họ chúng nó cũng sẽ nhìn thấy Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ được tiếp tục lấy lại lãnh thổ qua cái phương pháp hòa bình, qua sự thành công của Đảng Cộng sản Việt Nam trên trường quốc tế. Chúng tôi hiểu biết rằng là đối với vấn đề mà Biển Đông đó, thì quý vị cũng biết rằng là Trung Cộng không chấp nhận nguyên tắc song phương thì chúng ta cũng đành phải chịu thầy thôi. Nhưng mà chúng tôi sẽ đem những cái bản luận về chủ quyền của Biển Đông tại đa phương, tại các quốc gia đa phương, để yêu cầu họ là những người sẽ làm áp lực với Trung Quốc để chúng tôi được bảo vệ chủ quyền trên lãnh hải của chúng ta. Và mong một ngày nào đó, 5 năm, 10 năm, thời con cháu chúng ta, lãnh hải Hoàng Sa, biển đảo Hoàng Sa, chúng ta sẽ lấy lại được. Biển đảo Hoàng Sa chúng ta đã bị mất vào tay của Việt Nam Cộng Hòa nhé. Không phải là Việt Nam Cộng sản bắt đất đâu nha. Chính Việt Nam Cộng Hòa đã chấp nhận thua cuộc, và chính người đã bán đất bán biển cho Trung Quốc là ai? Là Việt Nam Cộng Hòa. Để nối tiếp chương trình của Tiếng Quê Hương, chúng tôi cũng xin lại gửi theo đây một bản tin cũng từ BBC hôm ngày 30 tháng 7. Bộ Công an Việt Nam đã loan báo về việc bắt tạm giam thêm 4 người nữa trong vụ án của Nguyễn Văn Đài. Nguyễn Văn Đài là, anh ta là luật sư của chế độ Việt Nam Cộng sản. Anh ta đã đi vận động các quốc gia Âu Châu
để nghe là Việt Nam phải hủy bỏ điều 4 hiến pháp, Việt Nam phải chấp nhận đa nguyên đa đảng, và cũng chính vì Nguyễn Văn Đài đã tổng với những ông bà dân biểu thực dân, vì vậy nhà nước Việt Nam đã bắt Nguyễn Văn Đài. Và mới đây thì cũng theo tin của Bộ Công an ngày 30 tháng 7 thì Bộ Công an Việt Nam đã bắt thêm 4 người nữa trong cái vụ án Nguyễn Văn Đài và đồng bọn đã hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Ba người bị bắt là thuộc trong ban điều hành của cái tổ chức Nguyễn Văn Đài gọi là Hội Anh Em Dân Chủ, đó là mục sư Nguyễn Trung Tôn, đó là Phạm Văn Trội, đó là Trương Minh Đức và Nguyễn Bắc Chuyển. Là Nguyễn Bắc Chuyển thì là ở thành phố Hồ Chí Minh. Họ đều đang bị bắt tạm giam theo điều 79 của Bộ luật hình sự. Có những cái buồn là nhà nước càng đi tìm bắt những kẻ đã vi phạm luật pháp hình sự của Việt Nam thì những kẻ chống cộng, lưu vong, cực đoan tự xưng mình là người tị nạn cộng sản và càng đánh phá nhà nước Việt Nam nhiều nữa. Họ càng đánh phá nhà nước Việt Nam bao nhiêu thì nhân dân Việt Nam, đảng lãnh đạo Việt Nam lại phải tiếp tục bảo vệ lãnh thổ, bảo vệ sự an thanh bình cho đất nước. Vì vậy, mặc dù hồi tháng 10 năm 2016, Liên Hiệp Quốc đã phát đi một thông cáo kêu gọi chính phủ Việt Nam xóa bỏ điều 88, điều 79, điều 87, điều 258 của Bộ luật hình sự về nói về nhân quyền, vì cho rằng đó là một sự vi phạm với luật pháp của Liên Hiệp Quốc. Tuy nhiên, trong cái bản văn tuyên bố của Liên Hiệp Quốc thì có một điều tôi cũng không nhớ rõ là điều nào, là các quốc gia Liên Hiệp Quốc cũng không có quyền nhân cái cơ hội mà nhân quyền để vi phạm vào quyền lãnh đạo đất nước, tức là nội bộ của đất nước Việt Nam. Vì vậy, Việt Nam là thành viên của Hội đồng Liên Hiệp Quốc thì các quốc gia thuộc Liên Hiệp Quốc cũng phải tôn trọng luật pháp của Việt Nam. Đó là chúng tôi có những điều luật như là tôi đã nói trên, điều 78, điều 88, điều 79, điều 87, điều 258. Đó là những điều mà luật pháp Việt Nam đã quy tụ những kẻ đó. Mặc dù anh là những kẻ mà chỉ mới là tuyên bố, chỉ mới dùng những lời lẽ như là trên Facebook, từ những tụ họp với nhau để đánh phá sự an ninh, sự thanh bình của đất nước. Nhưng theo luật hình sự của Việt Nam, như vậy quý vị là phạm tội rồi. Tôi phạm về chính trị, tôi phạm về hình sự, phá rối an ninh trật tự của đất nước, khác hẳn một cái bài toán học 1 cộng với 1 là 2. Bất cứ cái tội phạm nào mà đã liên quan tới những luật pháp hình sự của Việt Nam thì nhà nước Việt Nam, an ninh Việt Nam có quyền bảo vệ an ninh của Tổ quốc và bắt bớ những kẻ đó để điều tra. Nếu quý vị là những người không phạm tội thì đâu có ai bắt bớ được đến đụng đến quý vị, phải không ạ? À? Ở đời có lửa thì mới có khói. Cũng như chúng tôi là Phùng Tuệ Châu, chúng tôi sống dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa, mà khi chúng tôi sang Hoa Kỳ, chúng tôi cũng đi theo những người chống cộng, tôi chống đối, tôi cũng đà đảo, tôi cũng hoan hô, tôi cũng bị đà đảo nhà nước Việt Nam, đà đảo Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhưng mà chỉ khi mà bắt đầu Tổng thống Bill Clinton ký lệnh bang giao bình thường với nhà nước Việt Nam thì tôi cũng phải thay đổi, xoay chiều theo luật pháp của nước sở tại mà tôi đang sinh sống. Vì vậy, Hoa Kỳ đã có bang giao với Việt Nam rồi, Hoa Kỳ đã chấp nhận sự lãnh đạo của Đảng Việt Nam rồi, thì chúng tôi không có lý do gì mà chúng tôi lại chống đối nhà nước Việt Nam nữa. Chống đối nhà nước Việt Nam chẳng khác nào chống đối sự thanh bình của đất nước. Chúng ta muốn đem chiến tranh trở lại đất nước Việt Nam sao? Không bao giờ quý vị ơi, không bao giờ có chuyện đó đâu.
không bao giờ nhân dân Việt Nam chấp nhận có một chiến tranh nữa xảy ra trên đất nước. Nhân dân Việt Nam đồng ý rằng là có những kẻ giàu, có những kẻ nghèo, đồng ý rằng là cũng có nhiều sự không được là tốt đẹp. Vì vậy nhà nước Việt Nam cũng vẫn phải làm việc chứ. Nhưng mà có những sự không được tốt đẹp đó chính xảy ra bởi chính những người dân của Việt Nam. Vì vậy chúng tôi cũng đồng cảm với nhà nước Việt Nam, chúng tôi cũng đồng cảm với an ninh Việt Nam rằng thì là để tạo lại một ảnh hưởng tốt đẹp, để tạo lại một cái quốc gia hoàn toàn thanh bình rất là khó, không có đâu. Bởi vì ngay trên đất nước Hoa Kỳ còn không thể tìm kiếm được một phương thức thật sự thanh bình, một phương thức hoàn toàn mà không có những kẻ trộm cắp, không có những kẻ đĩ điếm, không có những cái chuyện giết chóc lẫn nhau, không có những chuyện tham nhũng. Chỉ có thế là có thể là chúng tôi nghĩ rằng là đi tìm ở trên thiên đường mới có thể có được, chứ còn ở dưới trần gian này đã là những con người thì phải có tội phạm, phải có người tốt và có những kẻ xấu. Vì vậy chúng ta cố gắng, chúng ta giữ làm sao cho tâm chúng ta được an bình. Chúng ta đến chùa, chúng ta gặp Phật, chúng ta đi nhà thờ, chúng ta gặp Chúa, chúng ta tìm hiểu những cái lời lẽ của Phật, của Chúa. Và vì chúng ta đang sống ở trên cái mảnh đất Việt Nam hoặc là mảnh đất của Hoa Kỳ, chúng ta chỉ mong làm sao đó đất nước chúng ta đang sống được thân mình, nhất là Tổ quốc Việt Nam thân yêu của chúng tôi, của các bạn. Bởi vì nơi đó là nơi mà tổ tiên chúng tôi đã sanh ra, cha mẹ chúng ta đã sanh ra, và chính bản thân tôi đã sanh ra trên đất nước Việt Nam. Vì vậy khi mà tôi nói với những người bản Mỹ của chúng tôi rằng là mặc dù bây giờ tôi là một công dân Mỹ, nhưng tôi vẫn nhớ đất nước Việt Nam tôi, vì đó là nơi tôi sanh đẻ mà. Vì nó là nơi cũng như là nửa cuộc đời của tôi, tôi đã sống với nhân dân Việt Nam, tôi không thể nào quên được cái đất nước Việt Nam. Tôi luôn luôn hướng tới đất nước, và tôi có thể làm được cái gì cho đất nước tôi, chúng tôi sẵn sàng làm. Thì một người bạn Mỹ của chúng tôi là ông ta là Thì một người bạn Mỹ của chúng tôi là ông ta là theo đạo Tin Lành. Ông ta quen những người Việt Nam, Việt Nam mà chống cộng sản đó rất là nhiều. Thì ông ta mới đặt tôi một câu hỏi. Thế tôi hỏi bà Trí rằng là bên Việt Nam có tự do tôn giáo không? Tôi mới buồn cười, tôi trả lời rằng ông quen với tôi, ông chơi với tôi, ông có nhìn nhận tôi là một người đàn bà tốt hay không? Ông có nhìn nhận tôi là một người đàn bà thông minh hay không? Vậy thì nếu mà ông đã có một người bạn tốt như tôi, ông đã công nhận tôi là một người đàn bà thông minh, thì cái sự tốt đẹp của tôi, cái sự thông minh của tôi là làm sao? Là bởi vì tôi muốn hướng về đất nước Việt Nam tôi. Khi tôi đã chấp nhận sự thanh minh của đất nước Việt Nam tôi thì cái chuyện đó đâu phải là một chuyện xấu, có phải không ạ? Còn sở dĩ mà nhà nước Việt Nam đã bắt những ông tràn, những người linh mục này, người linh mục kia, ông pastor, ông truyền giáo này, ông truyền giáo kia, tại vì họ đã quyến rũ những người Thiên Chúa giáo, những người đạo Tin Lành đi vào trong nhà thờ đọc kinh, xong rồi đó thì họ lại tuyên truyền, họ giảng chính trị. Họ cái đường lối tuyên truyền của họ chẳng khác nào mà đường lối coi như là đứng lên để lật đổ chế độ. Thì với sự thông minh đã có sẵn của những tình báo Việt Nam, họ nghe được những lời giảng đạo ở trong nhà thờ, ở trong chùa. Những lời giảng đạo đó mang tính cách là phá hoại an ninh trật tự. Đương nhiên nhà nước Việt Nam phải bắt mà thôi. Ở đời mà không có lửa thì làm sao có khói. Chúng tôi cũng hy vọng rằng vấn đề Trịnh Xuân Thanh, nhà nước Việt Nam và nhà nước Đức sẽ giải quyết một cách êm đẹp. Bởi vì Việt Nam chúng tôi đi tới Đức
để tìm gặp được Trịnh Xuân Thanh và để thuyết phục Trịnh Xuân Thanh bằng lòng hối cải trở về Việt Nam đầu thú với nhà nước Việt Nam thì sẽ hưởng được sự khoan hồng. Tôi mong rằng nhà nước Đức không vì nghe lời cái sự tuyên truyền xuyên tạc của những kẻ chống cộng cực đoan ở bên Đức để mà rồi phá hủy đi cái sự bang giao tốt đẹp Việt Nam chúng tôi đã có từ thời với lại quốc gia Đông Đức. Chúng tôi nghĩ rằng cái buổi nói chuyện của chúng tôi tới đây thì đi tạm đủ và xin hẹn cùng với quý vị vào một cái thời và chừng 2 tuần lễ nữa thì có những đề tài mới, có những vấn đề mới chúng tôi sẽ được hân hạnh được đem tới để trình bày cùng quý khán thính giả của tiếng quê hương. Và lời cuối cùng của tôi là cũng cảm ơn tất cả các bạn trẻ, các thân hữu của tôi đã theo dõi tiếng quê hương và ca ngợi chúng tôi là một người yêu nước. Tôi thấy tôi cũng hãnh diện chứ ạ. À? Tôi cũng thấy tôi cũng sung sướng. Mà tôi nghĩ rằng là cái chuyện yêu nước là chuyện của tất cả mọi người chúng ta. Còn có lương tâm, còn có lương tri, còn chấp nhận sự thanh bình thì phải chấp nhận là một kẻ yêu nước hướng về Việt Nam để cố gắng làm sao để đất nước Việt Nam một ngày một tốt đẹp hơn chứ không phải là để đả phá, để kêu gọi Đức hay là kêu gọi Mỹ đem bom dội vào đất nước Việt Nam à. Đó là cái chuyện ngu xuẩn vô cùng. Chúng tôi hoàn toàn ngày nào mà có những kẻ Việt Nam cực đoan sống trên đất Mỹ hoặc sống trên đất nước Đức mà kêu gọi chính quyền Mỹ, chính quyền Đức, kêu gọi Thủ tướng Đức, Quốc hội Đức đến đất nước Việt Nam của chúng tôi đả phá sự thanh bình của chúng tôi thì tôi nghĩ rằng đó là quý vị cũng đang đả phá chính đất nước của quý vị. Xin trân trọng cảm ơn quý khán giả.